Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một chiếc máy cưa xích của Husqvarna 141. Loại này là loại tầm trung các bạn nhé. Đáp ứng được tốt các cái nhu cầu sử dụng cho gia đình. Và nếu như mà thậm chí là chúng ta mang đi khai thác đồi, khai thác rừng để cắt những cái cây gỗ đã nằm xuống ấy, thì cũng rất là ok các bạn nhé. Một sản phẩm này là hàng cũ đã qua sử dụng, nhưng mà chất lượng của nó so với máy mới thì là nó cũng không kém so với máy mới nhiều đâu. Về thông số của máy thì là mình sẽ quay cái tem nó dán trên đây cho các bạn xem đây. 40,2cc các bạn nhé. 40,2cc thì nói chung là chúng ta gọi nôm na nó là 41cc. Đầu máy không ấy, nặng 4,6 kg. Độ ồn thì là 94 dB, khá là thấp. Mã máy là 141. Các cái tem, đây là tem thông số của nó các bạn nhé. Bên trong đằng sau cái tem này là tem của Husqvarna, còn cái tem bên ngoài này là tem của Nhật Bản, đơn vị phân phối của Nhật Bản họ dán cái tem bên ngoài. Đây là các cái tem cảnh báo của hãng Husqvarna, còn rất là mới, cái tem như nguyên luôn. Đây là mặt bên phải của máy đây, mặt bên ốp nam. Chiếc máy này thì đã bị mất cái tay chắn tay rồi nhé các bạn nhé. Nó cũng là hàng cũ và qua quá trình vận chuyển thì nó mất cái đấy, nhưng mà nói chung là cái đấy thì nó cũng không quan trọng lắm. Nhiều khi là chúng ta đi cắt cái kiếc thì nó hay bị đẩy vào cái phanh, nó phanh xích lại, nó bất tiện. Nên nhiều người ta làm nhanh, làm nhiều ấy, người ta hay tháo cái đấy ra. Đây là mặt trước của máy các bạn nhé. Đấy, này, cái này là khá là đẹp này các bạn này. Hình thức còn khá là ổn. Cái bô này thì là còn hầu như là dỉ sét một tí thôi. Nó có ba cái răng chó ở đây. Đây là nắp bình đựng nhiên liệu xăng pha nhớt. Còn đây là nắp bình đựng nhớt bô trơn nam xích. Bộ giật đây các bạn ạ. Đây là công tắc tắt mở, công tắc điện nhé. Đây là nghe gió, kéo ra là đóng nghe một phần, đẩy vào là chúng ta mở hoàn toàn. Đây là các cái ốc của nó là còn nguyên. Đây, chưa có dấu hiệu bị mở ốc nữa các bạn nhé. Đây là máy, mã số của máy Husqvarna 141 này. Mã số máy là 1331488. Đấy, Husqvarna là sản xuất tại Mỹ nhá. Của hãng Husqvarna của Thụy Điển. Nhưng mà sản xuất tại Mỹ. Husqvarna thì nó có nhiều nhà máy. Công ty chính và cái thương hiệu chính của nó thì là ở Thụy Điển. Tuy nhiên là nó có nhà máy ở nhiều nước trên thế giới. Phiên bản này thì nó được sản xuất tại Mỹ, 141 Made in USA. Máy thì sử dụng bộ lam này là bộ lam hơi khiêm tốn các bạn nhé. Lam này là lam 40 phân. Lam nhông. Lam nhông, lam bánh xe đấy, 40 phân và xích chuột. 41cc nhưng sử dụng cái lam này thì nó hơi khiêm tốn một chút. Bạn nào mà nếu như mà có ưng cái con máy này mua về thì có thể là thay cái lam dài hơn vào nhé các bạn nhé. Thay cái lam dài tầm 45-50 phân thì đều ok. Đấy, một chiếc máy này khá là đẹp các bạn này. Nói chung là như kiểu là hàng xài nước ấy, rất ít khi sử dụng. Nó mới còn được mới và nguyên vẹn như thế này. Đấy, bên cái này nó có chút chảy xước, nhưng mà không đáng kể.
Đây xích đây các bạn này. Xích cũng còn khá là dày. Máy móc thì là mình bao zin nguyên bản, chưa qua tháo, chưa bung máy nhá, chưa sửa chữa thay thế bất cứ một cái gì ở trên cái con máy này cả. Nếu như mà có thay chỉ là thay cái buji thôi. Buji thì như buji xe máy các bạn ạ. Xe máy chúng ta đi lâu ngày thì nó buji nó cũng kém, đánh điện nó kém thì là thay. Nhưng cái đấy nó là cái đơn giản thôi, nó không phải là quá quan trọng, thành phần quá quan trọng của cái máy. Quan trọng nhất là cái bộ hơi, bộ nốc máy và cái phần vỏ của máy. Rồi ok. Sau đây thì mình sẽ test tiếng nổ cho các bạn tham khảo. Máy này thì là cũng rất dễ nổ đấy các bạn nhé. Mình quay một giật một tay cho nên là cũng khó khăn một chút. Rất là dễ nổ các bạn ạ. Chỉ cần giật một cái là nổ thôi. 100 cái nổ vào trong. Công tắc đây nhé các bạn nhé, công tắc đây. Tắt mở, đây mình sẽ giật lại cho các bạn xem. Giật 10 cái được cả 10. Tiếng nổ của máy thì rất là êm. Nhớt bôi trơn nam xích ra rất là đều các bạn nhớ. Nhớt bôi trơn nam xích ra rất là đều, nó vẩy rất là đều. Tiếng máy nổ rất là khỏe. 41cc khá là uy lực các bạn ạ. Hàng Thụy Điển thì hãng Husqvarna của Thụy Điển này sản xuất tại Mỹ này thì khỏi phải bàn rồi. Chất lượng của nó thì là tiêu chuẩn, là tiêu chuẩn Mỹ rồi. Rồi video giới thiệu chiếc máy Husqvarna 141 của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Giá của sản phẩm con này là 2,8 triệu các bạn nhé, 2,8 triệu. Mình có giao hàng toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu mua thì xin liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0983 804 084. Ok, xin chào tất cả các bạn.